Sa aham te sa
pi vi na san to a se sa to sam po the na vo ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha an re na na ma mi hang na ma ka ra no pha ve na han to a sa pe o pa da ve a ne ka an ta ra sape purati maya ni saya sata awera sukhi hantu sape purati maya ni saya sata yanu ni saya sata awera sukhi hantu sape dakina ya ni saya sata awera sukhi hantu sape dakina ya anu ni saya sata awera sukhi hantu sape pachi maya ni saya sata awera hantu sukhi hantu sape pachi maya anu ni saya sata awera sukhi hantu sape otara ya ni saya sata awera sukhi hantu sape otara ya anu ni saya sata awera sukhi hantu sape upari maya ni saya sata awera sukhi hantu sape heti maya ni saya sata awera sukhi hantu sape sata awera hantu sukhi ta hantu nitto kha hantu apya paccha hantu anikha hantu ekha yoga hantu ayoga hantu sampatti hi same chantu sukhi attanam pariharanto dukkha patta jane dukkha paya patta jane paya soka patta jane soka hantu sape dibanino akasa tha japam ma tha ne vana gama hethi ka punyam no anumodantu jirang rakhantu sasanam akasa tha japam ma tha Dewa naga mahidika punyam no anumodantu ciram rakhantu no garung akasa tha japam matha dewa naga mahidika punyam no anumodantu ciram rakhantu nyata yo akasa tha japam matha dewa naga mahidika punyam no anumodantu ciram khantu pani no akasa tha japam matha dewa naga mahidika punyam no anumodantu ciram rakhantu no sada idang watano punyam asawa kaya waham hotu anagate kale sadu 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 sadu. Phần lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con xin kính mời sư tiếp tục phần bài giảng tiếp theo. Chúng con mời sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các học viên. Con kính thầy lễ sư ạ. Con chào cả nhà. Rồi, xin chào thầy, cảm ơn nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu phần bài học tiếp theo. Thì phần bài học hôm nay đó là trước tiên chúng ta sẽ học phần đàm thoại trước. Rồi sau đó chúng ta mới học phần bản chia tiếp theo ha. Phần đàm thoại trước. Rồi đây là phần đàm thoại của bài số 3, phần đàm thoại về cách hỏi thăm sức khỏe. Ở đây phần đàm thoại này cũng của hai người, nhưng mà bây giờ mình học ở trên máy này thì chỉ có một người nói thôi, cho nên một người mình đóng cả hai vai ha. Giờ sư sẽ đọc trước. Ở đây hiện ở trên room mình có được bao nhiêu người đây?
có 70 người, 71 người. Còn các Phật tử ở ngoài mình chưa vào room đó, mình vào đi. Vào để mình tập đọc. Hôm trước có một số Phật tử mới, mình mới vào đọc, đọc. Tức là mình còn đọc, còn đọc còn chưa tốt lắm. Cho nên mình các Phật tử mà còn chưa vào room, mình ở hôm trước đông quá mình chưa vào room Zoom được đó. Mình vào đi để mình tập đọc. Tập đọc thì mình đọc mới tốt được. Mình thấy dễ nhưng mà không tập đọc, đọc không tốt được đâu, phải tập đọc mới được. Cái lớp học này là chủ yếu sư tập trung cho các Phật tử mình tập đọc cho nhiều lên để mình đọc được tốt. Còn nếu mà mình thấy dễ dễ mà mình không vào đọc thì mình đọc không được. Bên ngoài mình chỉ nghe thôi thì không có được đâu. Phải vào trong đây để tập đọc, tham gia tập đọc với mọi người, đọc nhiều lần. Đọc nhiều lần thì mình mới có thể đọc tốt được. Bây giờ thì Zoom cũng đã rộng, mình có thể vào được. Học trực tiếp thì mình vào học. Còn khi nào mình vào không được thì mình ở ngoài mình ngồi nghe. Còn bây giờ đã vào được rồi thì chúng ta vào tham gia, giơ tay lên để cùng đọc với mọi người. Với ở đây mình cũng có nhiều thời gian, sư dành thời gian cho mình tập đọc rất là nhiều. Nên chúng ta vào để tập đọc. Mỗi một buổi học như vậy chúng ta cố gắng tập đọc cho được một hoặc là hai lần, để chúng ta tập đọc với mọi người cho quen. Khi mà chúng ta đọc được những câu ngắn như vậy thì đến khi chúng ta vào ở trong văn bản, ở trong đoạn văn thì mình mới có thể đọc được. Còn bây giờ những câu ngắn như vậy mà mình còn không đọc được thì làm sao mà chúng ta đọc được một cái văn bản bằng một câu dài dài. Rồi nếu mà không đọc được thì làm sao nói đến dịch thuật đồ, làm sao chúng ta có thể dịch nổi. Nhìn vào văn bản là chúng ta đã nhìn thấy rối ren ở trong đó thì làm sao mình có thể dịch được. Cái trước tiên đó là mình phải đọc được. Đọc được là cái giải pháp trước tiên. Rồi sau đó khi mình đọc được rồi thì mình mới tìm cái thuật ngữ từ vựng nào đó, rồi chúng ta mới tập dịch được. Còn nếu mà không đọc được rồi thì không nói gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc trước ha. Nghe đọc trước sau đó lại tập đọc sau. Giơ tay lên đọc. Supapato Khamaniyang và Paniyang. Khamaniyang và Paniyang Thuti Atthu Khamaniyam hi Thuti Atthu Khamaniyam hi Kathanja toàn Sukumang ahang Santuthum hi Sukumang ahang Santuthum hi. Rồi nghe lại ha. Supapato Khamaniyang và Paniyang Khamaniyang và Paniyang Thuti Atthu Khamaniyam hi Kathanja toàn Sukumang ahang Santuthum hi Sukumang ahang Santuthum hi. Rồi lại nữa ha. Supapato Khamaniyang và Paniyang Thuti Atthu Khamaniyam hi Kathanja toàn Sukumang ahang Santuthum hi Sukumang ahang Santuthum hi. Rồi nghe lại lần nữa. Supapato Khamaniyang và Paniyang Khamaniyang và Paniyang Thuti Atthu Khamaniyam hi Thuti Atthu Khamaniyam hi Kathanja toàn Sukumang ahang Santuthum hi Sukumang ahang Santuthum hi. Rồi lần nữa. Supapato Khamaniyang và Paniyang Thuti Atthu Khamaniyam hi Kathanja toàn Sukumang ahang Santuthum hi. Anh Khánh có ở trên Zoom hay không à? Dạ có sư. Rồi bây giờ Phật tử nào đọc được giơ tay lên để mình tập đọc ha. Rồi anh Khánh mời em sư đi, cứ mời từ từ đi, ai giơ tay lên thì mời từ từ.
Dạ, mình nhớ ai đọc thử để tay xuống ha. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Con kính đảnh lễ sư ạ, cho con xin đọc ạ. Supato, supatipato, khamani jang, japani jang, tuti atu, khamani jang hi, kha thành cha tăng, su khu măng, ahang, santu thô hi. Santu thô hi. San tốt thồm hi. Sa tu thồm hi. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Su pháp ba tô. Supapato khamani yang ya pani yang tuti atu khamani yang hi khat thành cha toang khat thành cha toang ha khat thành cha toang khat thành cha toang su khu mang a hang sang thuật thầm hi ya sư con xin hát sư. Rồi, tốt. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn ạ. Supapato Kamani yang ya pani yang tuti atu kamani yang hi tuti atu kamani yam hi tuti atu kamani yam hi kamani yam hi các hành cha toàn sư phụ mạng a hằng sanh tuất thầm hi sanh tuất thầm hi sư pha pa tô sư pha pa tô. Cô bảo xong rồi cô bảo tắt mi để người khác đọc. Dạ, xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Supapato kamani yam ya pani yam tuti atu kamani yam hi kathangsa tuam kathangsa tuam sukumam aham santutho hi. Dạ, con xin hết ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ thưa, con xin đọc ạ. Supapato khamani yang japani yang tuti atu khamani yam hi kathan cha toang suhu mang ahang santutham hi. Dạ thưa, con xin đọc ạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Supapato kamani yang kamani yang tuti atu kamani yang hi kathancha tuang suku nang ahang santutham hi. Dạ thưa sư. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Supapato kamani yang yapani yang tuti atu kamani yam hi katanja tuang sufa
suku nang ahang satum satu thamhi satu thamhi satu thamhi santu thamhi santu santu thamhi dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Suphapato suphapato khamaniyang yapaniyang puti atthu khamaniyang hi tathan chatwa sukhumang ahang sang sang tu thom hi. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ. Xin mời Phật tử Trang Đáng Nguyệt. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Suphapato Suphapato Khamanijang Yapanijang Thuti Atthu Khamanijang Hi Kathan Kathan Chatwang Sukhumang Ahang Santuthom Hi. Rồi, tốt. Đọc rất tốt. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Thuti Atthu Khamaniyang Hi Kathen Chatwang Sukhumang Ahang Santutho Santuthom Hi. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ, thưa sư cho con xin đọc ạ. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Thuti Atthu Khamaniyang Hi Kathan Chatwang Sukhumang Ahang Santuthom Hi. Con xin nhẹ dạng. Rồi, tạo. Dạ, xin mời Phật tử Long Liễu ạ. Chắc là bị rớt rồi. Anh mời người khác. Dạ, xin mời Phật tử Minh Ngạn ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc ạ. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Thuti Atthu Khamaniyang Hi Kathan Kathan Chatwang Sukhumang Kathan Chat Kathan Chatwang Sukhumang Ahang Santuthom Hi. Dạ, xin hết ạ. Chúng ta để ý cái chữ C đó, chữ đó mình đọc là chát ha. Dạ, dạ, dạ vâng, con quên ạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ, xin mời tu nữ Tánh Biểu Hiện ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Thutiathu Kham Thuti Atthu Khamaniyang Hi Kha Thành Cha Toàn Sukhumang Ahang Santuthom Hi. Dạ con xin hết. Thấy chữ TN đó mình mời sư cô ha, anh Khánh ha. Nói sư cô chung đi. À. Dạ gọi là sư cô. À, gọi sư cô chung. Dạ dạ, tại con thấy chữ TN nào. Dạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Thuti Atthu Khamaniyang Hi Kathancha Tvam Sukhumam Aham Santuthom Hi. Dạ. Dạ xin Tổng Thảo ạ. Thưa sư con đọc ạ. Suphapato Suphapato Khamaniyang Yapaniyang Yang ha, Khamaniyang Yapaniyang
Ta để ý khi nào mà chữ M chấm á, thì mình đọc nó là ăn. Còn nếu mà chữ M thì mình đọc nó là âm. Ví dụ ở đây là khamani dăng, ya pani dăng. Nhưng mà cái chữ thú tí á thú thì khamani dâm hí. Chữ M, M không thì mình đọc là dâm được. Nhưng mà M chấm thì mình đọc là ăn. Là dăng ha. Khamani dăng, ya pani dăng. Thú tí á thú khamani dâm hí. Cái đó mình đọc là dâm. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Từ Tịnh ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Dạ, Sufawato, Sufapato, Khamaniyang. Dạ, Sufapato. Dạ, Khamaniyang, Yapaniyang, Thuti Atu Khamaniyang, Hi, Katan Cha Toàn, Sukuman, Ma, Sukuman, Su mang a hang san tu thom hi. Dạ con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, xin đọc. Su pa pa tu ka bang ni yang ya pa ni yang tu thi a tu ka ma ni yang hi ka tham ja quan Sukumang aham satutomhi. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ xin đạt ạ. Suha bato kamaniyan yabaniyan tuti atu kamaniyam hi katachan katan chatan Sukuman ahan sang tu thom hi ya si hay ya. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Đi cho bà đều qua bà xuống. Bà cái tay xuống để dân. Dạ con xin dạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Sufabato khamani yang bayani yang tuti atu khamani yang hi ca thang cha toàn su khu măng á hằng sang tí thơm hí. Dạ thưa sư con đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Mạnh Thị Thu Tâm ạ. Dạ con xin đọc ạ. Su pha ba tô alo. Dạ nghe không ạ? Dạ nghe. Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ. Cô Phùng Điệp tắt mi nè, tắt mic nè, cô Phùng Điệp chưa tắt mic ạ. Dạ, con xin phép đọc ạ. Su pha ba tô, khamani yang, yabani yang, puti atu, khamani yam hi, kha thuang cha tăng, su khu mang a hằng, sa tu thom hi. Con xin hết ạ. Rồi. Dạ, con cảm ơn. Hết gian thắng. Dạ còn khoảng 4 Phật tử nữa. Mời đi. Dạ, mời Phật tử Sa Nguyên ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su pa pa to kha mang ni yang za bang ni yang su ti a thu ka ma ni yang hi ka tha yang ca thằng cha cầm su khu mặn a hằng sát tu thổ mi. Dạ con xin hết. Anh Nguyên này đọc ý quá. Dạ. Cố gắng đọc cho nhiều lên. Dạ xin vâng ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Liễu Lan.
Đâu Phật tử liễu lòng liễu này không biết sao mà cứ Phật tử liễu lòng nó thoát ra rồi đăng nhập cái lòng con nhân sư con xin được đọc ạ. Rồi đọc đi. Su pháp bà tô kham ma ni rằng già ba ni rằng tu ti át thụ khả ma ni rằng hi ca thành cha toàn su khu lằng át hằng sàn tu thô hi. Dạ, rồi xin mời Phật tử Thùy Trang. Dạ, xin mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Su-ba-ba-tô, kha-ma-ni-yang, dạ-ba-ni-yang, thu-ti-a-thu, kha-ma-ni-yang-hi, ca-thang-ca-toàn, su-ku-mang-a-hàng, Su tu hồ hi. San tu hồ hi. San tu hồ hi. Rồi, cố gắng học lên nha. Dạ. Rồi. Xin mời Phật tử Phương Phi. Dạ, con xin đọc. Su tu bát tô. Su bát bát tô. Khana ni dân. Dạ ma ni dân. Tu thi a thô. Khani ma ni dân hi. Khát thang chắc quán, su khát nam a hàm, su tích thô hì. Dạ, xin hát. Dạ, xin mời Phật tử Tâm Nguyễn. Dạ, con xin đọc. Su-pa-pa-tô, kha-ma-ni-dân, dạ-pa-ni-dân, thu-ti-a-ku, kha-ma-ni-dân, hì. Khát thang cá thần chá tầm su cú mâm á hầm su tu thô hí. Dạ, con xin đọc xong ạ. À, xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con thưa sư, con đọc ạ. Su pháp ba tô kha ma ni rằng già ba ni rằng thu ti át thu kha ma ni rằng hi cát thắng cát trang thu khu mang a hằng san tu thô mi. Con xin hết ạ. Rồi. Yeah. Xin mời Phật tử Stephanie. Dạ, yeah, bạch sư, con xin đọc. Sát pháp ba tô su pháp ba tô kha ma ni rằng già pa ni rằng thu ti át thu kha ma ni yam hi a tha a ka thanh cha toàn su khu mang a hằng su tu tho thum hi. Dạ, xin hết. Nghe cho rõ là đọc cho đúng hơn. Dạ. Còn ai nữa? Dạ, hết rồi sư. Rồi, vậy chúng ta nghe lại đọc cho rõ, đặng đọc cho đúng hơn. Còn số Phật tử mình đọc chưa được á, cố gắng đọc cho đúng. Rồi về nghe lại, về lên Facebook nghe lại ha. Nghe lại từ Facebook của Vương Ngọc Trân hoặc là Facebook của sư Tư có chia sẻ lại Facebook Tinh Tuệ đó. Nghe để mình đọc lại cho đúng. Su-pa-pa-tô, kha-ma-ni-yang, ya-pa-ni-yang, thu-ti-a-thu, kha-ma-ni-yam-hi, ka-thanh-cha-toang, su-ku-mang-a-hang, san-tu-thom-hi, su-pa-pa-tô, kha-ma-ni-yang, ya-pa-ni-yang, thu-ti-a-thu, kha-ma-ni-yam-hi,
ca thành cha toàn su khu mang a hằng san tu thom hi su pa pa to su pa pa to kham ni yang ya pa ni yang tu ti a thu kham ni yam hi ca thành cha toàn su khu mang a hằng san tu thom hi rồi giờ ta trả lại phần bản chia. Bản chia hôm trước thì chúng ta đã học được 4 cách rồi, hôm nay chúng ta học thêm 4 cách nữa ha, bắt đầu từ cách số 5 của danh từ nam tánh vị ngữ ác, như là danh từ nara, danh từ nara. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ cách số 5 ha. Xuất xứ cách số ít nara, naramha, narasma, su nhiều, narehi, narephi. Sử dụng cách số ít narasa, số nhiều, na ra năng. Định sở cách số ít, na rê, na râm hi, na rát minh, số nhiều, na rê su. Hô cách số ít, na ra, na ra, số nhiều, na ra. Rồi lần nữa, sức sư cách số ít, na ra, na râm ha, na rát ma, số nhiều, na rê hi, na rê phi. Sở thủ cách số ít, na ra sa, số nhiều, na ra năng. Định sở cách số ít, na re, na râm hi, na rát minh, số nhiều, na re su. Hô cách số ít, na ra, số nhiều, na ra. Lần nữa, xuất xứ cách số ít, na ra, na râm ha, na rát ma, số nhiều, na re hi, na re phi. Sở thủ cách số ít, na ra sa, số nhiều, na ra năng. Định sở cách số ít, na re, na râm hi, na rát minh, số nhiều, na re su. Hô cách số ít, na ra, na ra, na ra. Lúc mà chúng ta mới tập đầu thì chúng ta đọc chậm tí, nhưng mà đến khi đọc được rồi đọc nhanh lên. Xuất xứ cách số ít, na ra, na râm ha, na rát ma, số nhiều, na rê hi, na rê phi. Sở thủ cách số ít, na ra sa, số nhiều, na ra năng. Định sở cách số ít, na rê, na râm hi, na rát mi, số nhiều, na rê su. Hô cách số ít, na ra, na ra, số nhiều, na ra. Đọc và dịch luôn. Còn phần dịch nữa quên, chứ nãy giờ quên phần dịch. Xuất xứ cách số ít, na ra, na râm ha, na rát ma, từ người đàn ông. Số nhiều, na rê hi, na rê phi, từ những người đàn ông. Cái này dịch là từ, từ nơi, nhưng mà chúng ta thấy một từ thì biểu dịch là từ đi. Sở thủ cách số ít, na ra sa, từ của người đàn ông, na ra năng, của những người đàn ông. Định sở cách số ít, na rê, na râm hi, na rát minh, ở người đàn ông. Số nhiều, na rê su, ở những người đàn ông. Ở định sở cách này dịch là trên, trong, tại, ở. Bây giờ mình lấy một chữ ở tiêu biểu đi. Hô cách số ít, na ra, na ra, này người đàn ông. Na ra, số nhiều, na ra, này những người đàn ông. Cái này hô cách này có thể là này hoặc là thưa, là bạch gì đó, anh nhìn tạm dịch là này đi. Rồi lần nữa ha, sư sư cách số ít, na ra, na râm ha, na rát ma, từ người đàn ông. Số nhiều, na rê hi, na rê phi, từ những người đàn ông. Sử dụng cách số ít, na ra sa, của người đàn ông. Số nhiều, na ra năng, của những người đàn ông. Định sở cách số ít, na rê, na râm hi, na rát minh, ở người đàn ông. Số nhiều, na rê su, ở những người đàn ông. Hô cách số ít, na ra, na ra, này người đàn ông. Số nhiều, na ra, này những người đàn ông. Rồi đó là bốn cách còn lại. Rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên. Ai chia được bốn cách này giơ tay lên. Cứ nhìn bảng chia thì chia thôi. Rồi anh Khánh mời em sư lên Khánh. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. Chỉ định cách số ít, ná ra giá, ná ra xá, ná ra,
Ná ra dạ. Bắt đầu xứ xứ cách số 5, bắt đầu xứ cách số 5. Dạ. Xứ xứ cách số ít. Ná ra, ná râm ha, ná rát ma. Từ những người đàn ông số nhiều. Ná rê hí, ná rê phí. Từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít. Ná rát xá. Của người đàn ông. Số nhiều. Ná ná ra năng của những người đàn ông. Định sở cách số ít. Ná rê, ná râm hí, ná rát min. Ở những người ở người đàn ông số nhiều. Ná rê xú ở những người đàn ông. Hô cách số ít. Ná rá, ná ra này người đàn ông số nhiều. Ná ra này những người đàn ông. Con xin hết. Rồi. Dạ. Xin mời sư cô Tánh biểu hiện ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. À, xuất khoan khoan sư đợi con chút. À, xuất xứ cách số ít. Ná ra, ná râm hà, ná rát ma. Số nhiều. Ná rê hi, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít. Dịch tiếng Việt, dịch tiếng Việt thêm nha. À, dạ. Số ít là xuất cách là từ người đàn ông, số nhiều là từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít là ná rát xá, có nghĩa là của người đàn ông. Số nhiều là ná ra năng từ những người đàn ông. Định sở cách số ít là ná rê, ná ram hí, ná rát im. À, có nghĩa là tại người đàn ông. Số nhiều là ná rê xú, là tại những người đàn ông. Hô cách số ít là ná rá, ná ra, có nghĩa là này người đàn ông. Số nhiều là ná ra, là này những người đàn ông. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lăng Liễu ạ. Sư con xin học ạ. Xuất xứ cách ná ra, ná ra, ná râm hà. Ná ra hà từ người đàn ông. Số nhiều. Ná dê hí, ná dê phí từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít. Ná ra xạ của người đàn ông. Ná ra lăng của những người đàn ông. Sở định cách. Ná dê, ná dạ, ná rằng hí, ná dạ mình ở người đàn ông. Ná dê sụ ở những người đàn ông. Ô cách ná dạ, ná già này người đàn ông. Số nhiều. Ná già này những người đàn ông. Dạ con xin hết ạ. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật thưa sư con đọc ạ. Xuất xứ cách số ít. Ná ra, ná râm ha, ná rát ma từ người đàn ông. Số nhiều. Ná rê hi, ná rê phi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít. Ná rát xá của người đàn ông. Số nhiều. Ná ra năng của những người đàn ông. Định sở cách số ít. Ná rê, ná râm hi, ná rát minh ở người đàn ông. Số nhiều. Ná rê su ở những người đàn ông. Hô cách số ít. Ná ra, ná ra này người đàn ông. Số nhiều. Ná ra này những người đàn ông. Rồi. Con xin hết.
xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Xuất xứ cấp số ít Nara, Narangha, Narasma là từ người đàn ông. Số nhiều là Narehi, Narephi từ những người đàn ông. Sở thuộc cấp số ít Narasa là của người đàn ông. Số nhiều là Naranang của những người đàn ông. Định sở cách số ít là Nare, Naranghi, Narasmin là ở người đàn ông. Số nhiều là Nare Su ở những người đàn ông. Hô cách số ít là Nara, Nara này người đàn ông. Số nhiều là Nara này những người đàn ông. Con xin hết ạ. À, xin mời cô Hảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách số ít Nara, Naramha, Narasma từ người đàn ông. Số nhiều Narehi, Narephi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít Narasa, Narasa của người đàn ông. Naranang của những người đàn ông. Định sở cách số ít Nare, Naramhi, Narasmin ở người đàn ông. Số nhiều Nare Su ở những người đàn ông. Hô cách Nara, Nara này người đàn ông. Số nhiều Nara này những người đàn ông. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách số ít là Nara, Naramha, Narasma là từ người đàn ông. Số nhiều là Narehi, Narephi là từ những người đàn ông. Sở thuộc cách là Narasa là của người đàn ông. Số nhiều là Narasnang, Naranang là của những người đàn ông. Định sở cách số ít là Nare, Naramhi, Naramhi, Narasmin là ở người đàn ông. Số nhiều là Nare Su là ở những người đàn ông. Hô cách là Nara, Nara là này người đàn ông. Số nhiều là Nara này những người đàn ông. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Xuất xứ cách số ít Nara, Naramha, Narasma từ người đàn ông. Số nhiều Narehi, Narebi từ những người đàn ông. Sở hữu cách số ít Narasa của người đàn ông. Số nhiều Naram năng của những người đàn ông. Định sở cách số ít Nare, Naramhi, Narasmin ở người đàn ông. Số nhiều Nare Su ở những người đàn ông. Hô cách số ít Nara, Nara, Nara này người đàn ông. Số nhiều Nara này những người đàn ông. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc. Xuất xứ cách Nara, SOS Nara, Naramha, Naratma là từ người đàn ông. Số nhiều Narehi, Narephi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách Narasa của người đàn ông. Nara năng của những người đàn ông. Định sở cách Nare, Naramhi, Narasmin là ở người đàn ông. Số nhiều Nare Su ở những người đàn ông. Hô cách Nara, Nara
Này người đàn ông, số nhiều. Ná ra những người đàn ông. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ bạch sư, con xin đọc. Xuất xứ cách Narasma, số ít từ những người đàn ông ạ. Số nhiều, số ít là từ người đàn ông, số nhiều là từ những người đàn ông ạ. Sở thuộc cách Narasa của người đàn ông, Nara năng của những người đàn ông, định sở cách Nare, Naramhi, Narasmin tại người đàn ông, Nara năng tại những người đàn ông ạ. Định sở cách Nare, Naramhi, Narasmin là tại những người đàn ông ạ. Tại người đàn ông ạ. Và số nhiều là tại những người đàn ông ạ. Hô cách Nara là này Nara này người đàn ông, Nara này những người đàn ông, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách số ít Nara, Naramha, Narasma có nghĩa là từ người đàn ông ạ. Số nhiều Narehi là từ những người đàn ông ạ. Sở thuộc cách số ít Narasa của người đàn ông. Số nhiều Nara năng của những người đàn ông. Định sở cách số ít Nare, Naramhi, Narasmin ở người đàn ông. Số nhiều Nare su ở những người đàn ông. Hô cách Nara, Nara, Nara là này người đàn ông. Nara này những người đàn ông. Thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách Nara, Naramha, Narasma nghĩa là số ít là từ người đàn ông. Số nhiều Narehi, Narebi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách Narasa của người đàn ông. Số nhiều Naranan của những người đàn ông. Định sở cách Nare, Naramhi, Naratmin ở người đàn ông. Số nhiều Nare su ở những người đàn ông. Hô cách Nara này người đàn ông. Số nhiều Nara này những người đàn ông. Dạ xin hãy gia sư. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sức sức cách số ít lá ra, lá rằm hà, lá rách ma nghĩa là từ người đàn ông. Số nhiều lá rê hí, lá rê bí từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít lá rách xá của người đàn ông. Số nhiều lá ra năng của những người đàn ông. Định sở cách số ít ná rê, ná râm hí, ná rasmin số ít ở người đàn ông. Số nhiều ná rê số ở những người đàn ông. Hô cách số ít ná ra này người đàn ông. Số nhiều ná ra này những người đàn ông. Dạ hết. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ con thưa sư, con đọc ạ. Xuất xứ cách số ít Nara, Naramha,
Narasma. Từ người đàn ông. Số nhiều. Narehi. Narehi của từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số nhiều ở số ít. Narasa của người đàn ông. Số nhiều. Naranang của những người đàn ông. Định sở cách số ít. Nare, Naranghi, Naratming ở người đàn ông ạ. Số nhiều. Nare số ở những người đàn ông. Ô cách Nara, Nara này người đàn ông. Số nhiều. Nara này những người đàn ông ạ. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cấp số ít. Nara, Naramha, Narasma là từ người đàn ông. Số nhiều. Narehi, Narevi là từ những người đàn ông. Sở thuộc cách Narasa là của người đàn ông. Nara, Naranang là của từ của những người đàn ông. Định sở cách Nare, Naramhi, Narasmin tại người đàn ông. Naresu là tại những người đàn ông. Hô cách Nara, 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 Nara là này người đàn ông. Số nhiều là Nara này những người đàn ông. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách Nara, Naramha, Narasma từ người đàn ông. Narehi, Narefi từ những người đàn ông. Sở hữu sở thuộc cách là số ít là Narasa của những người của người đàn ông. Naranang là của những người đàn ông. Định sở cách Nare, Naramhi, Narasmin ở người đàn ông. Na, Naresu là ở những người đàn ông. Hô cách Nara, Nara, Nara là này người đàn ông. Nara này những người đàn ông. Dạ thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Xuất xứ cách số ít Nara, Naraham, Narasma của từ người đàn ông. Số nhiều Narathi, Narepi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách Narasa, Narasa của người đàn ông. Số nhiều Nam, Nam Nat, Nat Naram, Naranam của những người đàn ông. Định sở cách số ít Nare, Narat, Naramin, Narahi, Narasmin, số ít ở người đàn ông. Số nhiều là Naresu ở những người đàn ông. Hô cách số ít Nara, Nakra, Nakra này người đàn ông. Số nhiều Nara này những người đàn ông. Dạ à. Con xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Karuna Hải. Dạ con xin đọc ạ. Xuất xứ cách số ít Nara, Naramha, Narasma từ người đàn ông. Số nhiều Narehi, Narebi từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít Narasa của người đàn ông. Naranang của những người đàn ông. Định sở cách số ít Nare, Naramhi, Narasmin ở người đàn ông. Số nhiều Naresu ở những người đàn ông. Hô cách số ít Nara, Nara này người đàn ông. Nara và số nhiều Nara này những người đàn ông ạ. Có thế đó. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách số ít là
Nara, Naranha, Narasma là từ người đàn ông. Số nhiều là Narehi, Narepi, từ những người đàn ông. Sở thuộc cách, số ít, Narasa, của người đàn ông. Số nhiều là Naranang, của những người đàn ông. Định sở cách, Nare, Narahi, Narasmin, là ở người đàn ông. Số nhiều là Naresu, ở những người đàn ông. Hô cách, Nara, Nara, là này những này người đàn ông. Số nhiều là Nara, này những người đàn ông. Dạ à. Con xin mời Phật tử Lan Lê. Sư, con xin đọc xuất xứ cách số ít. Nara, Naramha, Narasma, từ người đàn ông. Số nhiều, Narehi, Narepi, từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít. Narasa, của người đàn ông. Naranang, của những người đàn ông. Định sở cách số ít. Nare, Naramhi, Narasmen, ở người đàn ông. Naresu, ở những người đàn. Naresu, ở những người đàn ông. Hô cách số ít. Nara, Nara, này người đàn ông. Nara, này những người đàn ông. Dạ con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Long Liễu Tham Má Nhanh Đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Xuất xứ cách Na Ra, Na Ram Ha, Na Rat Ma, từ người đàn ông. Số nhiều Na Re Hi, Na Re Phi, từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít Na Rat Sa, của người đàn ông. Na Ran Lang, của những người đàn ông. Sở định cách số ít Na Re, Na Ram Hi, Na Rat Min, ở người đàn ông. Số nhiều Na Re Su, ở những người đàn ông. Hô cách số ít Na Ra, Na Ra, này người đàn ông. Số nhiều Na Ra, này những người đàn ông. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Stephanie. Dạ bạch sư, con xin đọc xuất xứ cách số ít Na Ra, Na Răng Há, Na Rasma, là từ người đàn ông. Số nhiều Na, Na Rê Hí, Na Rê Phí, từ những người đàn ông. Sở hữu cách số ít Na Rát Xá, của người đàn ông. Số nhiều Na Rá Năng, Na Rá Năng, là của những người đàn ông. Định sở cách Na Rê, Na Rê, Na Răng Hí, Na Rasmin, ở người đàn ông. Số nhiều Na Rê Xú, ở những người đàn ông. Hô cách số ít Na Ra, Na Ra, này người đàn ông. Số nhiều Na Ra, này những người đàn ông. Dạ con xin hết. Dạ sư là hết rồi sư. Rồi vậy mang nghe đọc lại. Xuất xứ cách số ít Na Ra, Na Ram Ha, Na Rasma, từ người đàn ông. Số nhiều Na Re Hi, Na Re Hi, từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít Na Ra Sa, của người đàn ông. Số nhiều Na Ra Năng, của những người đàn ông. Định sở cách số ít Na Re, Na Ram Hi, Na Rasmin, ở người đàn ông. Số nhiều Na Re Su, ở những người đàn ông. Hô cách số ít Na Ra, Na Ra, này người đàn ông. Số nhiều Na Ra, này những người đàn ông. Rồi lần nữa ha. Xuất xứ cách số ít Na Ra, Na Ram Ha, Na Rasma, từ người đàn ông. Số nhiều Na Re Hi, Na Re Hi, từ những người đàn ông. Sở thuộc cách số ít Na Ra Sa, của người đàn ông. Số nhiều Na Ra Năng,
của những người đàn ông định sở cách số ít na re na ram hi na ras min ở người đàn ông số nhiều na re su ở những người đàn ông hô cách số ít na ra na ra này người đàn ông số nhiều na ra này những người đàn ông. Rồi đó là phần bản chia của danh từ năm tánh vị ngữ ác. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi thưa ông sư. Có gì? Thưa sư, cái cuối cùng là hô cách đó sư, thì con thấy có từ ná ra, số ít cũng là ná ra mà số nhiều cũng là ná ra, vậy thì ở trong câu cái cách nào để mình phân biệt được số ít hay là số nhiều đó sư? Tùy theo nếu mà ở trong đó người ta đang nói về một nhóm người, nhiều người đàn ông, thì trong trường hợp đó là đang số nhiều. Nếu mà trong câu đó người ta đang nói về một người, thì trong trường hợp đó là số ít. Dạ, vậy là mình phải dựa theo ngữ cảnh. Tùy theo ngữ cảnh. Con cảm ơn sư. Tùy theo ngữ cảnh. Rồi sau đây là một số danh từ ha, một số danh từ tiêu biểu mà nó sẽ có tiếp bị ngữ á. Đây chúng ta nhìn thấy nè, nó đều có chữ á ở phía sau. Và nó sẽ chia giống như là danh từ năm tánh mà trong bảng chúng ta chia. Bây giờ chúng ta sẽ tập đọc các từ này, rồi chúng ta ứng dụng nó vào ở trong bảng chia đó. Mình sẽ chọn nó, mình đọc xong rồi mình thử chọn nó một từ mình chia giống cái bảng chia đó, thử xem coi mình có chia được hay không. Bây giờ sư sẽ đọc trước. Amaccha đại thành ha. Ariya bậc thánh. Khatiya sát đế lị. Gautama cổ đàn. Chà tá đi qua xa ngày sinh hay là sinh nhật nè. Tà pá xa đạo sĩ. Thamma là pháp. Puttha là Đức Phật. Brahmana Bà La Môn. Phu-pa-la là Đức Vua. Raja-pu-ma-ra là Thái Tử. Raja-pu-ta là Hoàng Nam. Sakka là Thích Ca. Sankha là tăng giàn. Rồi đọc lại lần nữa ha. Amaccha. Ariya. Khatiya. Gautama. Chà tá đi quá xa. Tà pa sa, thamma, putha, brahmana, phu pa la, raja kumara, raja putta, Sakka, Sankha. Bây giờ ở đây mình có 2, 4, 6, 7, 14 từ. Bây giờ mỗi người đọc 7 từ thôi ha. Mỗi người đọc một bên. Người sau cứ đọc tiếp. Người đầu tiên đọc bên trái thì người sau đọc bên phải ha. Đọc như vậy. Chứ mình đọc hết thì không kịp, không đủ thời gian. Rồi mời ai, người nào đọc được giơ tay lên. Đọc luôn cả phần tiếng Việt để mình nhớ nghĩa ha. Các từ này mai mốt chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Và nó có luôn cả trong phần bài tập của mình. Rồi anh Khánh mời em sư đi. Mỗi một người đọc 7 từ. Yeah. Rồi người... Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con thưa sư con đọc ạ. Amaccha, đại thần. Ariya, bậc thánh. Khatiya, sát đế lị. Gautama, cổ đàm. Chataiwasa, sinh nhật. Tapasa, đạo sĩ ạ. Thamma, pháp ạ.
Con xin hết ạ. Mọi người tiếp xong theo. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Bupala Đức Phật, Bupala Bupala Đức Vua, Raja Kumara là Thái Tử, Raja Kuta là Hoàng Nam, Sakka là Thích Ca, Sankha là Tăng Già, và sư con hát. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Amacha là Đại Thần, Ariya là Bậc Thánh, Khatiya Sát Đế Lị, Gautama Cầu Đàm, Jata Đí Quá Xá Sinh Nhật, Ta Phá Xá Đạo Sĩ, Đâm Má Pháp. Dạ thưa sư con hết. Xin mời cô Hảo ạ. Bạch sư con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Phupala Đức Vua, Raja Kumala, Raja Kumare Thái Tử, Raja Utta Hoàng Nam, Sakka Thích Ca, Sankha Tăng Già. Con xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo. Con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sát Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cha Tá Đi Quá Xá Sinh Nhật, Ta Pá Xá Đạo Sĩ, Tham Má Pháp. Con xin hết. Dạ. Xin mời cô Kim Cốt. Dạ, cô xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Phupala Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha Hoàng Nam, Sakka Thích Ca, Sankha Tăng Già. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Karuna Hải. Dạ con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sát Đế Lý, Gotama Cồ Đàm, Cha Ta Đi Quá Xá Sinh Nhật, Ma Phá Xá Đạo Sĩ, Tham Má Pháp. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sát Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cha Ta Đi Quá Xá Sinh Nhật, Ta Bá Xá Đạo Sĩ, Tham Má Pháp. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Brahmana Bà La Môn, Phupala là Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha Hoàng Nam, Sakka Thích Ca, Sankha Tăng Già. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư cô xin đọc. Amacha là Đại Thần, Ariya là Bậc Thánh, Khatiya là Sát Đế Lị, Gotama là Cồ Đàm, Cha Ta Đi Quá Xá là Sinh Nhật, Ta Bá Xá là Đạo Sĩ, Tham Má là Pháp. Dạ cô xin hết. Xin mời Phật tử Loan Liễu. Dạ sư con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Dhammala
Bà La Môn, Phu Ba La, Đức Vua, Già Cha, Cú Ma Ra, Thái Tử, Già Cha, Bút Tạ, Hoàng Lam, Sắc Ca, Thích Ca, Sang Hát, Tăng Già. Dạ, con xin hết. Rồi. Xin mời sư cô Linh Diệu ạ. Nam mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Amacha, Đại Thần, Ariya, Bậc Thánh, Khatiya, Sát Đế Lệ, Gautama, Cồ Đàm, Chattadipassa, Sinh Nhật, Tapassa, Đạo Sĩ, Thamma, Pháp. Dạ con xin hết. Thế thì cô này cố gắng học thuộc lòng mấy từ này hết ha. Thuộc lòng hết mấy này. Yeah. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, cho con xin đọc ạ. Buddha, Đức Phật, Brahmana, Bà La Môn, Pupala, Đức Vua, Raja Kumara, Thái Tử, Raja Putta, Hoàng Nam, Sakka, Thích Ca, Sangha, Tăng Già. Con xin hiểu ạ. Sang khác, đọc sang khác. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha, Đại Thần, Ariya, Bậc Thánh, Khatiya, Sát Đế Lị, Gautama, Cồ Đàm, Jatadiwasa, Sinh Nhật, Tapasa, Đạo Sĩ, Thamma, Pháp. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Con xin đọc Bút Thá, Tam Mát Má, Bà La Môn, Bút Ba Lá, Đức Vua, Gà Giác Khu Ma Lá, Thái Tử, Gà Giác Bút Tá, Bạc Nam, Bất Tá, Bất Ca, Giác Tăng Già. Rồi, đọc sao nhỏ xíu. Có hả? Dạ, cô Phương có muốn đọc lại không ạ? À, đời. Bluetooth cancelled. Buddha, Đức Phật, Ramana, Bà La Môn, Bút Ba La, Đức Vua, Gajat Kumara, Thái Tử, Gajat Buddha, Hoàng Nam, Sắc Khát, Thích Ca, Sangha, Tăng Già. Rồi. Dạ, con tin hết. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Amacha, Đại Thần, Ariya, Bậc Thánh, Khantiya, Sát Đế Lị, Gautama, Cồ Đàm, Cha Tao Đi Hoa Sa, Sinh Nhật, Tapa Sa, Đạo Sĩ, Dhamma, Pháp. Con xin hết. Xin mời Phật tử Từ Tịnh. Dạ con xin đọc ạ. Amacha, Đại Thần, Ariya, Bậc Thánh, Khatiya, Sát Đế Lị, Gautama, Cồ Đàm, Chattadipassa, Sinh Nhật, Tapassa, Đạo Sĩ, Thamma, Pháp. Dạ con xin hết ạ. Thamma, đọc Dhamma, Dhamma lâu quen ạ. Đọc Dhamma theo tiếng Anh lâu quen. Đọc Thamma, Thamma. Thamma. Thamma, dạ. Dạ, cảm ơn sư ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Stephanie ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc Buddha là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Pháp Ba Lá là Đức Vua, Đa Chá Phu Ba Lá. Phu Ba Lá. Dạ, Phu Ba Lá là Đức Vua, Ra Chá Cú Ma Rá là Thái Tử, Ra Chá Cú Tá là Hoàng Nam, Sắc Khá là Thích Ca, Sân Khá là Tăng Già. Dạ con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Lan Lê. Sư con xin đọc Amacha là Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sát Đế Lị, Gautama Cồ Đàm, Chattadipassa Sinh Nhật, Tapassa Đạo Sĩ, Thamma, Pháp. Con xin hết. Xin mời Phật tử Minh Ngạn.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Ramana Bà La Môn, Phubala Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Rajaputta Hoàng Nam, Sakha Thích Ca, Sangha Tăng Già. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sắc Đế Nị, Gotama Cồ Đàm, Yata Niwasa Sinh Nhật, Tabasa Đạo Sĩ, Thâm Má Pháp. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Loan Liễu Tham Má Nam Lý. Dạ con thưa sư, con xin đọc ạ. Buddha Đức Phật, Ramala Bà La Môn, Phụ Bà La Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha Hoàng Lam, Sakha Thích Ca, Sangha Tăng Già. Con xin hết. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ thưa sư, con xin đọc. Amacha là đại thần, Ariya là bậc thánh, Khatiya là sát đế lị, Gotama là cồ đàm, Satadiwasa là sinh nhật, Tapasa là đạo sĩ, Thamma là pháp. Dạ con xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Buddha là Đức Phật, Ramana Bà La Môn, dạ Ramana Bà La Môn, Phubala Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha là Hoàng Nam, Sakha Thích Ca, Sangha là Tăng Già. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư, xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sắc Đế Lị, Gotama là Cồ Đàm, Chata Đi Quá Xá là Sinh Nhật, Ta Bá Xá Đạo Sĩ, Dhamma Pháp. Dạ xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Tiên Huỳnh này sao bữa nay tới giờ này mình thấy giơ tay. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ bà sư, con đọc. Buddha Đức Phật, Ramana Bà La Môn, Phubala Đức Vua, Raja Kumara Thái Tử, Raja Buddha Hoàng Nam, Sakha Thích Ca, Sangha Tăng Già. Con xin hết. Dạ, xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ thưa sư, dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Amacha Đại Thần, Ariya Bậc Thánh, Khatiya Sắc Đế Lị, Gotama Cồ Đàm, Cha Ta Đi Quá Xá Sinh Nhật, Ta Bát Xá Đạo Sĩ, Thâm Má Pháp. Dạ con xin hết ạ. Nãy giờ con ăn chưa? Xin mời Phật tử Mangala nằm đi. Coi đi. Nào mày học xong mày kêu vô ngủ. Xin mấy Phật tử nào đọc xong ta vui lòng tắt mi để sư có thể nghe người khác. 20.000 Hoàng à. Nãy giờ 30 phút rồi đó nha. Dạ thưa sư, con lên đây làm cho mát. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bước tháng trong Đức Phật. Cái gì? Là của ai đó anh Khánh tắt. Dạ Tiên Huỳnh với Bạch Thu Tâm. Tư tắt mi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Buddha là Đức Phật, Ramana là Bà La Môn, Bunbala là Đức Vua, Raja Kumara là Thái Tử, Raja
Bú Tá là Hoàng Nam, Sắc Cá là Thích Ca, Săn Khá là Tăng Già. Cô xin hết. Có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Hết rồi. Rồi bây giờ hết rồi, chúng ta nghe đọc lại. Nghe đọc lại rồi về có thời gian đó về xem lại cái mà ở đây người ta có dặn mình là bản tập chi danh từ nam tính có biến cách như là nó rá, xem trang 140. Ở trong các tử nào không có sách thì về mình xem lại trên mạng, người ta có bút cái bản để mình tập chia đó. Về lấy các danh từ này chia theo cái bản chia đó thử xem coi mình có chia được hay không, để buổi hôm sau mình làm bài tập. Buổi hôm sau thì mình giải bài tập số 1 thử xem coi mình có giải được hay không. Nếu mình tập chia được á là mình giải bài tập số 1 được. Còn nếu mình tập chia không được thì đồng nghĩa với mình giải bài tập số 1 không được. Dạ. Và cũng đồng nghĩa với mình không có hiểu bài, tức là chia chưa có được. Nếu mình chia không được là mình chưa có hiểu bài số 3 này. Và nếu mình học bài số 3 mình không hiểu bài số 3 này được, đồng nghĩa với mình không thể học bài số 4, số 5 tiếp tục được nữa. Dạ. Rồi bây giờ nghe đọc lại lần nữa để về nhà đọc lại cho đúng. Amaccha, Amaccha, Ariya, Ariya, Khatiya, Khatiya, Gautama, Gautama, Chata Diwasa, Chata Diwasa, Tapasa, Tapasa, Thamma, Thamma, Buddha, Buddha, Brahmana, Brahmana, Bhupala, Bhupala, Rajakumara, Rajakumara, Rajaputta, Rajaputta, Sakka, Sakka, Sangkha, Sangkha. Rồi đó là phần bài học tối hôm nay. Bài số 3 này thì còn một vài số đếm với phần sửa bài tập. Thì buổi hôm sau chúng ta học một buổi nữa thì sẽ kết thúc bài số 3. Rồi bây giờ buổi học tối hôm nay kết thúc ở đây ha. Rồi, xin mời Thông Minh Cá lên cầm mic để mình kết thúc buổi học. Sao thú thay mặt Phật tử trong room, chúng con xin kính chư ân sư vì những lời giải quý báu mà sư đã mang đến trong buổi học ngày hôm nay. Và hẳn chắc đây là một trong món chuyên lành giúp chúng con chấm dứt phiền não trong ngày vị lai. Bằng phương thức này, chúng con luôn mong sư có nhiều sức khỏe và gặt hái được những thành tựu trên con đường giải thoát. Vào giờ này, cô tu nữ Diệu Bảo sẽ hướng dẫn mọi người hồi hướng phước. Xin kính mời cô. Sáng, con xin hồi hướng phước cho buổi học hôm nay. Akasatha chathamata devanaga mahitika bunyano anumodantu sirang rakkanto sasanang. Akasatha chathamata devanaga mahitika bunyano anumodantu sirang rakkanto nogaru. Akasatha chathamata Mata Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodantu Chirang Rakanto Nyatayo Akasatha Chatham Mata Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodantu Chirang Rakanto Banino Akasatha Chatham Mata Dewa Naga Mahitika Bunyang No Anumodantu Chirang Rakanto Y đăng Watano bôn nhang a sawa kaya wahang hôn tu anagate kale. Sa thú. Buổi học đã hoàn mãn. Kính chúc mọi người có một buổi tối an vui. Xin cảm ơn ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ con kính tri ân sư. Tri ân sư ạ. Chào cả nhà. Dạ, chị ân sư, chào sư, chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ, chị ân sư, chào sư ạ, chào cả nhà.